Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nổ máy siêu phẩm Exceter 155/2024. Và đây là bản có ABS nha. Và hơn nữa, nó là phiên bản giới hạn Monster, phiên bản đặc biệt. Và bên mình hiện tại đang bán chiếc xe này với giá là 54.500.000, là giá xe đã bao gồm VAT, chỉ là chưa bao gồm phí biển số thôi. Ngay khi nó về thôi, không được bao lâu thì đã có khách chốt rồi các bạn. Khách này ở Bạc Liêu ha. Bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ nổ máy cho các bạn xem luôn. Đây, ABS Pan Yamaha đã chờ đợi khá lâu rồi. Và trước khi tiếp tục, mình xin phép cho bạn thấy địa chỉ cửa hàng Mai Duyên nha. Số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Dành cho bạn nào lần đầu xem kênh mình. Đây ha. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng, các bạn về đây khoảng chừng chỉ có 5 cây số thôi. Bây giờ các bạn xem ngoại hình cái nha, rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe luôn. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn, đặc biệt là fan Yamaha Exceter 155 này, nghe xem tiếng máy nó sẽ như thế nào so với phiên bản 2023 trở về trước. Còn đây là bản 2024 với cái đĩa to phía trước, đường kính to hơn và cái vòng độc ABS ở trong. Cùng với đó là kẹp phanh hai bích tông ha. Mã lực sẽ được mạnh hơn một chút xíu. Bây giờ sẽ là giây phút nổ máy. Nổ máy nha các bạn. Xe này là của bạn Duy chốt nè. Khách mới nãy là ở đây luôn á, tức là từ Bạc Liêu chạy xe lên đây chốt xong rồi mới nhờ bên mình ship đi Bạc Liêu. Ok chưa? Mình sẽ vô số cho các bạn. Bây giờ trước tiên á là mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy, tiếng bồ một cái ha. Xe mới thì mình sẽ không nghẹt nha các bạn. Bây giờ là nghe tiếng máy luôn ha. Bên này ha các bạn. Các bạn ơi, thấy thế nào? Đây, ABS. Bây giờ mình sẽ vào số cho các bạn xem ha. Từng số một. Tất nhiên là 4 số rồi. Đây, 1 nha. 2 nha, số rất là nhẹ. 3 nha. 4 nha. 5. 6. Ui, số 6 rồi đó các bạn. Rồi, để số 1 ha, cho các bạn xem nè. Và các bạn xem luôn ngoại hình lần nữa nha. Đây là phiên bản Monster. Về ngoại hình đó thì chẳng có gì khác biệt. Nó chỉ khác ở phần mặt nạ phía trước và phần mão thôi. Thắng đĩa trước có ABS, thắng đĩa sau cũng là của Nissin luôn. Kẹp phanh sơn màu vàng đồng. Phần bô, tiếng bô nghe nó trầm, ấm và rất là lực. Lực lắm đó các bạn. Tuy là tiếng bô nó không lớn nhưng mà nghe rất lực nha. Ok chưa? Đây, mời các bạn xem kỹ cái phần đĩa nè. Kích thước đĩa bây giờ làm to hơn nhiều so với bản mà không có ABS nha các bạn. Nó sẽ giúp chúng ta có lực phanh tốt hơn. Và hơn nữa, lực phanh tốt mà lại có hệ thống ABS thì sẽ rất là an toàn. Nó chống bó cứng phanh. Đây là cái vòng độc nè các bạn. Ngay khi nó phát hiện ra cái bánh xe này dừng lại đột ngột và chợt á, là nó sẽ nhả liền, nó không cho chợt các bạn. Nó nhả phanh ra liền ha. Và nó nhấp nhả liên tục như vậy. Vỏ xe IRC nha. Nói chung là nó không khác gì ngoại hình mẫu cũ các bạn. Kích thước vỏ cũng như thế luôn.
đây nè, 90-80, vành 17 inch, vỏ sau sẽ là 120-70. Đây, khác nhất là ở chỗ này, cái phần này nó sẽ nhô lên nè. Đây, đây, bạn Duy đang dán thông tin nè các bạn. Rồi ha. Đây, nó sẽ nhô lên chỗ này, và cái chỗ này sẽ được làm phẳng hơn, góc cạnh hơn. Cái mẫu cũ chỗ này nè các bạn, nó sẽ nhô ra như thế này ha. Thì mẫu mới này bây giờ là bằng luôn, là như này, làm vuông lại chứ không còn nhô ra nữa. Và không có công tắc đèn nha các bạn. Nè, pha nè, pha dưới nè, có tải trên. Có điều ở chỗ này nè, Yamaha vẫn chưa làm cho cháy luôn cả hai bóng. Ví dụ như có thì cháy cái này rồi, nhưng mà khi pha nó vừa cháy cái này, vừa cháy cái này thì nó ok hơn, nhưng mà pha thì lại mất luôn. Nó như vậy. Bắc sinh nè, bắc sinh thì mới cháy cả hai nha các bạn. Đó, còn pha nè, rồi mình sẽ tắt máy nha, tắt công tắc bắt khẩn nè các bạn. Đó, mở lại nè. Và cái này á không phải là công tắc đèn đâu, mà là công tắc hazard, thấy không? Mình không biết là Yamaha Việt Nam gắn này để làm chi nha, nhưng mà thực sự thì rất là ít dùng tới. Giá như mà bắt xin để ngoài này nè là rất là đẹp luôn rồi, đẹp luôn á các bạn. Tại vì cùm ghi đông á là đã làm đẹp lắm rồi, gọn gàng rồi, côn cũng làm hành trình ngắn nè, nhẹ, chỉ còn thiếu chỗ này nè. Một cái bắc sinh chỗ này nó là tuyệt vời, với làm cái công tắc này nó gọn gọn lại xíu ha, là hoàn hảo rồi. Xe nhìn nè, từ trên nhìn xuống rất là đẹp, rất là đẹp. Đây, ship đi Bạc Liêu như vậy là sẽ miễn phí nha các bạn. Quốc lộ 1A Bạc Liêu, Nguyễn Thanh Sang, thu hộ là 44 triệu đó các bạn. Bạn Duy chốt nè, mình sẽ cọc qua hai số tài khoản là Lê Thu Sương và Huỳnh Bạch Mai, ngân hàng Việt Tinh Băng nha các bạn. Đây ha. Đó, mình che số di động của khách lại để bảo mật cho khách các bạn. Đây ha, đang mở đèn hazard. Này, mời các bạn chiêm ngưỡng lại ha. Tem nè, Yamaha Loop VVA. Đây là phần tem đặc trưng của phiên bản Monster Energy ha. Đặc biệt là cái chỗ này nè là màu vàng nha. Nó chỉ có mặt ở trên phiên bản giới hạn đặc biệt rồi đó thôi. Còn thường là nó màu bạc thôi các bạn. Xi nhan vẫn để dưới này ha. Bóng halogen nha. Đây là cụm ổ khóa. Đây là cụm đồng hồ, xem lại lần nữa ha. Đó. Và cái mão nè, như mình nói, cái này là cố tình làm như vậy để đừng cho nó bị rung đó các bạn. Cái này là miếng cao su á, miếng cao su lót ở trong nè. Rồi, đây, mới in cho các bạn xem ha, lỡ rồi xem dưới luôn. Đây, cái này thì cũng như bản cũ thôi, mình có clip so sánh nó rồi, so với bản cũ ha. Khu vực này cũng được làm rất là gọn nè, rất là gọn. Bình xăng 5,4 lít, mã lực mạnh hơn đời cũ chút xíu. Hắn để ha. Đây các bạn xem, phần mão là được sơn màu xanh GB nha. Tem nè, Monster. Đây, phần nanh vuốt phía trước thuộc sơn đen. Các bạn để ý nè, phần phuộc nè, sơn rất là đẹp nha. Đây, sơn mờ nha. Nó sần nha các bạn, chứ nó không phải là láng đâu nha. À, nó sơn sần đó. Đó, xem nè. Đây. Đây ha. Ok ha. Két nước, rồi cổ bô. Chung là cũng như cũ thôi, dàn chân. Quan trọng nhất vẫn là thiết kế mới ở phần đầu đèn, mão, mặt nạ.
Mình nhắc lại nha, bên mình ship xe toàn quốc nha các bạn. Với phí ship là 0 đồng, Sài Gòn tới Cà Mau luôn, trên tuyến quốc lộ A. Còn mà ship ra tới Hà Nội là phí ship cũng chỉ có 500 ngàn thôi. Còn nếu mua trả góp thì dòng xe này các bạn trả trước tầm khoảng 5 triệu, 10 triệu là ok rồi. Ok rồi. Và khi mua trả góp á, các bạn phải có mặt ở cửa hàng. Mình lấy ví dụ như các bạn ở xa quá đi thì có thể là mình lên một cái bước trước là lên hồ sơ online. Sau khi đậu rồi á, mình sẽ làm một chuyến xuống cửa hàng để ký tên và nhận xe nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ cho đường cong này nè. Nó kiểu như hai tầng ha. Đây. 1,99 lít cho 100 cây số. Nói chung là 1 lít đi được khoảng 50-50 cây số đó các bạn. Hộp số 6 cấp SOHC 17,9 mã lực. Lý do tại vì mình đang mở chế độ mở yên nè. Tắt luôn nó mới hết kêu. Bên đây là cổng sạc. Cổng sạc dạng tẩu thuốc. Rồi ok ha. Có lẽ là mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Con xe từ trên nhìn xuống nè. Xin chào các bạn.